Em ơi, hàng ra đây này, hàng mẫu ra đây này xinh chưa? Đáng yêu kinh khủng ấy, cả cái màu cũng xinh. Đấy là kiểu và kiểu áo mới theo đúng thiết kế của bé gái nhá. Còn mẫu ra thì nó là cúc sau, nhưng mà thiết kế sau thì lại cho cúc trước, thì chị làm đúng theo thiết kế luôn nhá. Đây là chân váy này, đáng yêu ơi là đáng yêu. Chị đang bảo là size 1, nếu mà cái mẫu da như thế là size 1 đang hơi to và size 2 đang hơi nhỏ, thì chị đang định là sẽ chỉnh lại cái form một chút ấy. Đây, đây là chân váy. Áo phía trước nhá. Xinh lắm. Bộ này mà em bé mặc lên đảm bảo rất xinh luôn. Đây, bé trai đây nhá. Chị đang bảo là nếu mà nó đang là vải chun rồi thì không dùng đỉa có được không? Hay nhất thiết là phải có đỉa? Nếu mà chun mà không có đỉa, chun rồi thì đỉa nó cũng không cần thiết, nhưng mà nếu cần thì nếu bỏ đi được thì làm nó sẽ nhanh hơn thôi. Đây là bé trai size nhỏ nhất này. Size nhỏ nhất theo đúng cái mẫu mà màu vàng chị gửi sang đấy. Nếu mà mẫu đấy đang hơi hơi to so với size 1 thì chị sẽ giảm, chị hạ hạ xuống các thông số xuống một chút để cho nó thành size 1. Từ đó nhảy lên các size tương ứng nhé.